300 năm vẫn còn đó. Dù cho con tạo xoay vận và thể sự thay đổi, năm ông tổ Cao, Nguyễn, Phạm, Mai, Hoàng vẫn còn nguyên. Quê hương ta một cồn đất mọc lên giữa nhánh sông Danh. Bốn mùa nổi trôi theo con nước thủy triều, chịu bao thiên tai, bão táp mưa sa. Nhưng dân ta lại yêu thích và ưa chuộng, vì điều kiện tiện bề ghe nốc ra vào, thuần bề đánh bắt thủy hải sản. Giáo xứ Cồn Trẻ thuộc xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Giáo xứ Cồn Trẻ thuộc một trong năm cồn đảo nhỏ trên vùng hạ lưu sông Danh. Xứ đảo Cồn Trẻ thuộc hạt Hòa Ninh, có diện tích khoảng 0,96 km2, với 4.000 giáo dân, được bao bọc bởi một chi lưu của sông Danh về phía trái và một nhánh sông nhỏ về phía phải. Cồn Trẻ nổi lên giữa một dòng sông xanh biếc và hiền hòa. Thuở ban đầu, Cồn Trẻ chỉ là một vùng đất nhỏ được bồi lên bởi phù sa sông Danh, có tên gọi là Cồn Dựa. Một vài hộ gia đình đến sinh sống trên vùng đất này. Họ đã trồng các loại cây hợp với các vùng đất ngập mặn như cây sú, cây bần. Qua một thời gian, khi cồn đảo này ngày càng được bồi lớn thêm, số dân tìm đến sinh sống định cư càng đông, nên đã xảy ra tranh chấp giữa hai xã Quảng Lộc và Quảng Tiên. Việc tranh chấp kéo dài mà không đi đến sự thỏa thuận được gì giữa hai bên, người dân của hai xã đã phải nhờ đến sự phân xử của quan phủ. Quan phủ đã nảy ra một kế sách rất hay là cho hai xã chọn hai quả bưởi rồi cùng đưa lên khu vực phía trên cồn thả cho trôi theo dòng sông Danh. Nếu quả bưởi của xã nào trôi vào vùng cồn đảo thì là phần đất của xã đó. May mắn cho người dân xã Quảng Lộc, quả bưởi đã dạt vào ở cồn Dựa. Từ đó, cồn Dựa thuộc về đất của xã Quảng Lộc và họ đổi tên thành Cồn Trẻ. Người ta không nhớ rõ thời điểm xảy ra sự kiện, nhưng có lẽ vào những năm đầu thế kỷ thứ 19. Giáo họ Cồn Trẻ thuộc giáo xứ Vĩnh Phước được thành lập năm 1848 vào thời cha Đường, với số giáo dân là 500 người. Năm 1853, giáo họ mới xây được một ngôi nhà thờ bằng vật liệu gỗ, vôi và đá. Đến giai đoạn cha Đề quản xứ Vĩnh Phước, năm 1925-1953, ngôi nhà thờ mới lại được xây dựng nên rộng hơn và khánh thành năm 1928. Qua thời cha Phúc, cha Dung quản xứ, đến thời cha Bình, ngài đã khôi phục lại ngôi nhà thờ do bom đạn tàn phá hư hỏng nhiều. Năm 1980, do một sự cố rủi ro, nhà thờ bị cháy. Đó là thời kỳ cha Cao quản xứ Hòa Ninh, kiêm xứ Vĩnh Phước và họ Cồn Trẻ. Cha cùng với giáo dân xây lại ngôi nhà thờ với kích thước chiều dài 37m, chiều rộng 10,2m và tháp cao 28m. Được khánh thành năm 1982, nhưng cũng chỉ được 22 năm thì ngôi nhà thờ này lại bị hư hỏng nặng do vật liệu và kỹ thuật thời đó không đảm bảo. Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của giáo dân ngày một tăng, thì theo nguyện vọng đó, cha Anton Hoàng Minh Tâm, quản xứ Hòa Ninh kiêm Vĩnh Phước, đã nhất trí cho xây lại ngôi nhà thờ mới. Sau 18 tháng chờ đợi mới có giấy phép của chính quyền tỉnh Quảng Bình cho làm nhà thờ. Tháng 8 năm 2005, cha Doan Nguyễn Minh Dương về quản xứ Vĩnh Phước tiếp tục những bước đi của cha tiền nhiệm và nguyện vọng của bà con giáo dân họ Cồn Trẻ. Ngài đã quyết định xây lại nhà thờ. Vào ngày 3 tháng 11 năm 2005,
giáo họ Cồn Trẻ vui mừng nhận hai sự kiện cùng một lúc: lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng ngôi thánh đường và lễ thành lập giáo xứ Cồn Trẻ. Nhà thờ hiện nay được khánh thành vào năm 2007 sau 2 năm xây dựng. Con xin mời Chúa đến với quê hương con. Đến với quê hương con. Hát đâu